Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất". Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí, các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái, tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về hỗ trợ anh chị chi tiết cách cục và phương thức bố trí công năng, mặt bằng cũng như là phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về những thế sát thường gặp phải khi bố trí phòng bếp. Phòng bếp là nơi cực kỳ quan trọng trong gia đình người Việt từ xa xưa cho tới nay. Đây được coi là nơi đại diện cho tài vận của cả gia đình, nguồn lương thực và tình trạng sức khỏe. Do đó, đây cũng là nơi được các phong thủy sư hết sức chú ý khi thực hiện bố trí phong thủy trong căn nhà. Không như phòng khách, chủ yếu đại diện về tài lộc trong nhà, phòng bếp là một mặt khác, nơi chủ về sức khỏe, gia đạo của gia đình. Nhà có một căn bếp ấm cúng phù hợp phong thủy sẽ mang lại sự bình an, may mắn và thịnh vượng. Bếp là nơi để chế biến cũng như là nấu nướng tạo ra những món ngon cho gia đình, nên trong đó sẽ có cả thủy khí và hỏa khí. Vì vậy, muốn có phong thủy tốt sẽ cần kết hợp hài hòa, xử lý tốt mối quan hệ ngũ hành trong đó. Thế sát đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video lần này chính là thế sát phòng vệ sinh cạnh nhà bếp. Đây là thế sát thường thấy nhất khi mà chúng tôi đi khảo sát, nhất là tại các căn hộ chung cư. Thế sát này được hiểu là khi bố trí mặt bằng công năng để thuận lợi cho các tiện ích, các công việc. Việc bố trí đường nước ra, đường nước vào trong nhà thường là ở khu vực nhà vệ sinh, bố trí gần sát khu vực nhà bếp nhà mình. Trường hợp thứ hai là sẽ bố trí hai bên đối diện nhau, có thể là hai cửa đối nhau hoặc là cửa vệ sinh nhìn ra khu vực nhà bếp. Mà như các bạn đã biết, nhà bếp là nơi chủ quản về việc nấu nướng, khu vực vượng hỏa khí trong nhà, khu vực nhà vệ sinh lại là nơi sử dụng nhiều nước dẫn tới thủy khí sẽ rất vượng. Thủy hỏa tương chiến sẽ tạo ra những nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng trực tiếp tới các thành viên trong nhà. Cùng với đó, nhìn theo góc độ vệ sinh, khu vực bếp là nơi chúng ta sẽ nấu cơm nước tạo ra những món ăn ngon, mang lại sự thoải mái cũng như là sức khỏe tới cho gia đình nhà mình. Khi đặt cùng với khu vực vệ sinh là nơi sẽ tụ tập những thứ sản sinh ra âm khí, uế khí, những loại vi khuẩn xấu, bẩn dẫn tới ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và quan trọng hơn hết là dẫn tới các thành viên trong nhà dễ mắc phải bệnh tật. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn các gia chủ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt thường sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải từ hai phía cả khu vực nhà vệ sinh, khu vực nhà bếp nhà mình như sau. Đối với khu vực nhà bếp cần để thông thoáng, tốt nhất đón được ánh sáng tự nhiên để tăng dương khí cũng như sự thông thoáng. Kèm với đó là luôn luôn phải giữ gìn sạch sẽ, không được để khu vực này ẩm thấp. Cùng với đó, nếu như phòng bếp nhà mình là một phòng riêng, sẽ sử dụng hai tấm tiền cửu tinh chấn giữ tại cửa phòng để giữ khí lại cho ngăn bếp nhà mình, giúp chấn sát, kỵ tà, lọc khí trước khi đi vào bẹo trong bếp. Còn tại phòng vệ sinh thì chúng ta sẽ cần biện pháp thông khí cho căn nhà. Đối với nhà chung cư nên bật quạt hút gió liên tục với lắp thêm phần tay co thủy lực giúp nhà vệ sinh luôn luôn đóng, giúp giữ cho phần âm khí, uế khí không lọt ra ngoài. Cùng với đó, để hóa giải hết những uế khí trên thì gia chủ sẽ cần sử dụng bộ hoa mai chấn sát dán tại khuôn cửa nhà bếp nhà mình.
Thế sắt tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video chương trình lần này là trường hợp nhà bếp đặt ở tại khu vực cửa ra vào hay còn gọi là khu vực huyền quan sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các thành viên sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp này sẽ thường gặp nhiều tại các căn hộ chung cư do cần tiết kiệm không gian trong nhà nên sẽ thường bố trí phòng bếp gần trước cửa chính ra vào. Từ xa xưa trong dân gian thường có quan niệm bếp là nơi ấm áp cần đặt ở nơi ẩn gió, tụ khí để tụ tài, giúp gia đình hưng vượng tài lộc tấn tới. Đại môn là nơi nạp khí cho căn nhà của mình. Khi đặt bếp tại khu vực đó sẽ dẫn tới sức khỏe và tiền bạc đến rồi lại đi, khó mà giữ lại được. Với trường hợp này, sau khi tham khảo ý kiến của thầy Gia Cát kết hợp với các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy Lộc Tài, chúng tôi xin đưa ra phương án hóa giải như sau. Phương án tối ưu nhất sẽ lập huyền quan cho căn hộ và sử dụng bộ hoa mai trấn sát, kỵ tà, lọc khí, dán trước khuôn cửa chính của căn hộ. Phương án thứ hai có thể sử dụng 2 đồng tiền cửu tinh đặt dưới gầm bếp để hóa giải. Trường hợp kế tiếp sẽ là khi đặt vị trí bếp tại chính giữa căn nhà. Trường hợp này sẽ thường gặp khi bạn ở tại các căn hộ chung cư, các gia đình bố trí bếp theo phong cách châu Âu cũng thường xuyên gặp phải vấn đề này. Khi bố trí bếp như vậy thì sẽ mang lại ảnh hưởng không nhỏ tới căn nhà. Trung cung thuộc hành thổ, bếp nấu thuộc hành hỏa. Khi đặt như vậy thì sẽ tiết mất khí của khí bếp khiến cho căn bếp hàn lạnh, cùng với đó sẽ khiến cho căn nhà của mình thổ khí quá nặng, dẫn tới mọi người trong nhà không được thoải mái, dẫn tới các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, nhất là liên quan tới đường ruột. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn các gia chủ thì thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt thường khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Tốt nhất sẽ chuyển bếp qua vị trí khác phù hợp với công năng sử dụng và phong thủy trong căn nhà. Nếu không được thì sẽ sử dụng bộ hoa mai trấn sát, kỵ tà, lọc khí dán tại dưới bàn khu vực bếp ga. Trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là trường hợp nhà bếp đặt tại phương vị cung bản mệnh của thành viên trong gia đình nhà mình. Nhà bếp là nơi sản sinh ra hỏa khí nhiều nhất trong căn nhà. Khi đặt vào cung bản mệnh của các thành viên trong nhà dẫn tới mệnh chủ, nóng tính, khó giữ được lễ độ cần thiết trong giao tiếp, tính tình thì cục cằn. Ngoài ra, về mặt sức khỏe thường xuyên mắc phải những bệnh liên quan tới đường ruột, nặng hơn có thể bị các bệnh liên quan tới tim mạch và tuần hoàn. Trường hợp này sẽ được hiểu như sau. Trên la bàn 24 sơn hướng sẽ có các phương vị do các con giáp đóng giữ và chủ quản. Khi đặt khu vực bếp vào phương vị đó sẽ dẫn tới ảnh hưởng. Đối với nhà có các mệnh chủ tuổi Tý phạm sát là khi đặt bếp vào phương vị bắc 0 độ cộng hoặc là trừ đi 7,5 độ được tính là từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Sửu sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 30 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với nhà có mệnh chủ tuổi Dần sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 60 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Trong khi nhà có mệnh chủ tuổi Mão sẽ được tính là phạm sát khi nhà bếp đặt trong phương vị 90 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Thìn sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 90 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Trong khi nhà có mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ được tính là phạm sát khi nhà bếp đặt trong phương vị 120 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với nhà có mệnh chủ tuổi Ngọ sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 180 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Nhà có mệnh chủ tuổi Mùi sẽ được tính là phạm sát khi nhà bếp đặt phương vị 210 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Còn đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Thân sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 240 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với nhà có mệnh chủ tuổi Dậu được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 270 độ cộng hoặc trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Tuất được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 300 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Hợi sẽ được tính khi nhà bếp đặt trong phương vị 330 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn, các thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Phương án thứ nhất và cũng là tối ưu nhất, mệnh chủ nên chuyển qua căn nhà khác và nên được sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy ngay từ đầu. Còn phương án thứ hai, ta sẽ sử dụng 2 đồng tiền cửu tinh dán dưới gầm bếp hoặc là tại cửa bếp để hóa giải những sát khí, khí xấu ảnh hưởng tới bản mệnh, người bị ảnh hưởng. Cùng với đó, mệnh chủ bị ảnh hưởng sẽ cần sử dụng thêm những trang sức trợ mệnh để mang lại bình an cũng như là may mắn sức khỏe tới cho mình như minh quang pháp bảo hoặc vòng bát bảo tâm kinh. Cùng với đó là khu vực bếp sẽ cần để thông thoáng.
Trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình này là trường hợp bếp đặt tại phương vị khác, cung càn cấn tốn khôn. Đối với cung càn sẽ có giải độ số từ 307,5 đến 322,5 độ hướng Tây Bắc được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà bếp vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới trạch chủ, người cha trong nhà. Đối với cung cấn sẽ có giải độ số từ 37,5 đến 52,5 độ hướng Đông Bắc được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà bếp vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới con trai út trong nhà. Đối với cung tốn sẽ có giải độ số từ 127,5 đến 152,5 độ hướng Đông Nam được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà bếp vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới người con gái cả trong nhà. Đối với cung khôn sẽ có giải độ số từ 217,5 đến 232,5 độ hướng Tây Nam được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà bếp vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới người con gái cả trong nhà. Các trường hợp nêu trên sẽ dẫn tới mệnh chủ nóng tính, khó giữ được lễ độ cần thiết trong giao tiếp, tính tình cục cằn. Ngoài ra về mặt sức khỏe sẽ thường xuyên mắc phải những bệnh liên quan tới đường ruột và các bệnh như là đau đầu. Liên quan tới vùng tiền đình, nặng hơn có thể bị các bệnh liên quan tới tim mạch và tuần hoàn. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn các gia chủ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Phương án thứ nhất và cũng là tối ưu nhất, mệnh chủ nên chuyển qua căn nhà khác và nên được sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy ngay từ đầu. Phương án thứ hai, ta sẽ sử dụng hai đồng tiền cửu tinh dán dưới gầm bếp hoặc tại cửa bếp để hóa giải những sát khí, khí xấu ảnh hưởng tới bản mệnh, người bị ảnh hưởng. Cùng với đó, mệnh chủ bị ảnh hưởng sẽ cần sử dụng thêm những trang sức trợ mệnh để mang lại bình an cũng như may mắn sức khỏe tới cho mình như minh quang pháp bảo hoặc vòng bát thảo tâm kinh. Cùng với đó là khu vực bếp cần để thông thoáng. Trên đây, Phong thủy may mắn đã chia sẻ với anh chị về các trường hợp nhà bếp đặt sai phong thủy, khắc ứng của các thế sát và phương án hóa giải. Hy vọng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc thiết kế bố trí công năng trong nhà, vừa đẹp kiến trúc, hợp phong thủy, ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phần dưới bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.